Đó, quá trời cá luôn. luôn cả nhà. Quá trời đấy, cá luôn. Cá này. Cá trời. Cá này. Cá này anh quá anh trời. Nhà. Đây rồi. Cá nhà như. Chà chà. Cá này con này to ạ. À? Wow. Cá này to, con này to. Ui chu 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 chu. Chà. Hê hê hê. Đấy cả nhà ơi. Vừa thả xuống là vừa ăn liền luôn. Anh trai. Anh trai đầu kia rồi, giờ không biết sao phải dừng máy khở nữa rồi. Giữa anh nước. Gương của quần áo đây đấy. Hello, Thành xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh Bác Thành Vlog nha. Đó cả nhà ơi, thì hôm nay bão số 3 cũng đã qua rồi, hôm nay có nắng rồi. Anh em ba yêu Bác Thành sẽ đi câu cá bóng nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi hai anh em đi câu cá như thế nào nha. Và hôm nay đi câu cá ở dưới bờn nước lên nha cả nhà. Đấy, câu cá bóng. Đó, mời cả nhà cùng theo dõi hai anh em đi câu nha. Và có một người em con gì nữa. Đấy. Đó, đi thôi. Câu cùng nữa nha cả nha cả nhà. Đây, Thành đang chờ một bác đi câu nữa. Đó, cây nhà của bác có cây nhãn rất là trái rất là nhiều. Quá trời luôn. Ghê không? Wow, đã ghê không? Cây nhãn này cả nhà. Cây này nhãn vườn nhãn cây này là lâu năm mấy chục năm rồi cả nhà. Mới có trái á. Quay ngược lên đi. Đó, đây là Cường con gì nha. À, hello, chào cả nhà nhé. Đang hành trình đi câu. Cái nhãn siêu to khổng lồ đấy. Mình zoom lại cho mọi nhà cùng xem này. Wow. Cả nhà thấy chưa? Cái nhãn siêu to chưa? Đó. Đó. Quá siêu bự luôn. Gần tới chỗ câu rồi cả nhà ơi. Thành đã tới chỗ câu nha. Đấy. Đây sau. Đây sau lưng Thành này, bắt đầu lủi qua ra ngoài dòng nước này này. Bắt đầu bây giờ nước mới lên nha. Đấy, bây giờ lủi ra đó mới câu á. Đấy, câu cá bóng á. Đó, dưới kia là có một cái cầu dài mới làm xong là 2 cây số. Đây cần. À, mời cả nhà cùng theo dõi mấy chú mấy bác và mấy anh em Thành câu cá như thế nào nha. Hôm nay trời rất là nắng rồi nha. Dưới nắng lên đi đấy, bác khóa này. Vừa mới bảo xong mà nước lên trời nắng rồi. Đấy, bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi nha. Vượt đèo lội suối nha. Gọi là vượt đèo lội suối đấy, đó. Thành lội dưới suối này. Đó. Câu cá lát là nước lên gần tới người Thành á. Vừa câu vừa tắm mát luôn. Đó. Trái của con cái lội chỗ bên này. Đó. Cái bây này. Dạ ơi. Bây cái môn. Đã đúng môn chứ. Đó cả nhà. Bắt đầu xuống dưới bần á, bần câu lát Thành sẽ review quả bần cho cả nhà mình cùng xem nha. Anh Bá Hiếu là câu được con cá bóng này cả nhà. Cầm cả cần lên. Đó, cả nhà. Cá cả nhà. Đó, cá bóng này. Con đầu tiên nha. Con đầu tiên luôn. Hay quá. Đấy. Vừa nổi vừa nước vừa câu cá này nha cả. Cá bóng là nó rất là giản luôn. Nàng đi đi một tay. Đó. Đó cả nhà. Bây giờ cho mấy anh câu trước đi, Thành sẽ review quả bần ở quê Thành nha cả nhà. Đây. Đây là cách đây vài chục năm tuổi thơ của Thành dữ dồi nè. Đó. Quả bần ở quê Thành nè. Đó, quả bần ở quê Thành ấy. Đây rất là nhiều để Thành đi hái cây này chắc ít trái quá.
Thành hái nhiều nhiều cho cả nhà mình cùng xem nha. Gì vậy? Cái này trai quá. Đấy, vượt đầu nổi suối đấy. Đây, cây này nhiều trái này. Thành sẽ hái cho cả nhà cùng xem nha. Đây là những quả bần nha. Ngày xưa Thành hay là chăn trâu chăn bò á, rồi là hái nó, rồi là cái đầu này là ăn này, còn cái quả của nó là nướng lên ăn ở đằng trong là rất là ngon và béo luôn. Đó, Thành sẽ review cho cả nhà một đoạn tuổi thơ của Thành là ngày xưa chăn trâu chăn bò đấy, quả này nữa này. Đó, đây là quả bần, đây là gọi là quả bần nha cả nhà, quả bần. Đó, mấy anh đang câu cá đấy. Rất là vui luôn. Đó, lát Thành nhờ một người anh sẽ quay cho Thành sẽ câu cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, giờ nước chưa lên đâu, lát nước lên là tới bùng Thành luôn. Đó, lúc đó câu cá mới nhiều. Đó, bây giờ Thành sẽ đi lấy cần câu để ngoặc mồi câu cùng với mấy bác với mấy anh nha. Bây giờ Thành sẽ giục mấy quả bần này đây. Đây, quả bần Thành quay gần cho cả nhà cùng xem. Đó, cây bần á. Cây bần này hồi xưa là ăn các tuổi thơ, không biết cả nhà có ai từng tuổi thơ ăn quả bần này chưa ha. Còn Thành thì rất là nhiều rồi, ăn là nướng ăn rất là nhiều. Đó, đây là cần câu của Thành. Bây giờ Thành sẽ ngoặc mồi câu nha. Cả nhà ơi, Thành lội nước này câu quá, quay ra là nguy hiểm nha, về cái điện thoại quay nha cả nhà. Rớt cái là nước mặn là coi như toi cái điện thoại luôn. Thành hôm nay Thành phấn đấu sẽ quay được cái video câu cá này cho cả nhà mình cùng xem. Đó. Đó, nước mới lên tới đây thôi. Thành sẽ đi điện thoại lên Thành mặc mồi. Đó. Sau này sau lưng của Thành là bác Khoa nha cả nhà. Đấy, bác Khoa cũng đi câu chung với Thành nha. Đó. Bác câu rất là siêu luôn. Còn đây là cái đường mồi này. Đó, cái đường mồi của Thành. Bây giờ Thành mắc mồi nha. Thành một tay quay còn một tay cầm câu nha. Mồi là câu bằng mồi tép, mồi tôm nha cả nhà. Không có con này giật thì sướng. Giật thì thật quái cái sướng này. Đó, Thành đã ngoặc mồi xong. Thành biết cả nhà biết sao không? Thành bỏ điện thoại ngay cột bần á. Đấy, ngay gốc bần á, Thành mới ngoặc được mồi nha. Đó, bây giờ một Thành cầm quay này. Tay cầm cần một tay câu nha. Đấy, nhà thấy không? Anh trai của Thành đứng trước á. Anh trai mới được con đầu tiên này đó. Cả nhà ơi, cá bóng này, này, Thành câu được cả thành quả rồi, anh trai cầm giùm em này, rồi con cá bóng này, đây, wow cả nhà, trời ơi nó ăn này, mùi này, đã quá, anh trai gửi giùm em đi, con mùi nè, con mùi luôn, yeah thành quả nha cả nhà, đây là một con cá bóng. Đó, cá bóng nhỏ. Đây, còn mồi luôn. Đã quá. Yeah, thành quả rồi. Anh trai một con. Còn Thành được một con rồi. Hay quá cả nhà ơi. Nước giờ chưa mạnh lắm cả nhà. Nước lát nó lên á. Nước chưa lớn lắm cả nhà ơi. Nước lên này, cá nhiều cả nhà. Thích quá, đi câu rất là vui nha cả nhà, nhưng mà lát này nó đứng ngay góc bần nó nhìn.
câu cá phải kiên trì như này nè, phải kiên trì chờ đợi nhé. Có không ai quay Thành quay giờ là mà mong cả nhà xem, không rồi mong cả nhà thông cảm cho Thành nha. Đấy, tại vì một tay câu một tay đấy, anh cay anh cay. Con này bự không? Trời, hứng nó luôn cả nhà. Trời, con này bự hơn con hồi nãy này. Anh trai câu giỏi quá. Bây giờ Thành sẽ quay một đoạn anh trai câu nha cả nhà, để cho rõ ràng nha. Chứ nhiều khi cả nhà tưởng Thành móc vào, thả xuống móc vào nữa, thì Thành quay trực tiếp cho anh trai Thành câu nha. Nãy giờ Thành tính quay mà chưa quay, giờ Thành sẽ quay đằng sau cho cả nhà mình cùng xem nha. Tại vì cá bống này nó nước lên nó háu ăn lắm. Ở dưới chân á, nó chạy chạy dưới chân á, mình lồi nước nó cũng ăn nữa. Anh trai đang ngoặc mồi nha cả nhà. Đấy, quay về rồi, quay thực tế cho cả nhà cùng xem luôn nha, trải nghiệm thực tế nha cả nhà. Đấy, đi câu cá bống mùa covid nha cả nhà. Bẩn á, nước bẩn, nước đồ á, ở dưới này là bẩn rào nha cả nhà. Đó cả nhà. Thực tế nha cả nhà, đây Thành sẽ quay gần lại cho cả nhà cùng xem này. Đó, lúc này là Thành không có cắt ghép gì luôn nha cả nhà, thực tế luôn. Đó, cá bống là cá bống băng cả nhà. Đó, cá bống băng đấy. Cá này mà không hứng nón là cái miệng nó to lắm. Không hứng nó dễ rớt nha nha. Nó dễ rớt lắm, cá bống nó phải hứng nón, câu lên là hứng này. Con nó ăn mám nó vào miệng luôn. Đó, thực tế luôn nha nha. Quá đã luôn. Anh trai nãy giờ được 3 con rồi, Thành mới được con nha cả nhà. Đó, bây giờ Thành sẽ quay của Thành nha. Để cho cả nhà mình cùng xem nha. Thành để máy nghe gọc bần nha, Thành quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Quay có cá nha. Cá thì vẫn còn hiếm, nước chưa lên cao rồi nha. Đây nha. Cả nhà thực tế luôn nha. Đây cá bống con này nhỏ xíu à. Nhỏ hơn con này, anh trai của anh trai nhà đây này. Để hồi lâu cho cả nhà xem là đấy. Đổi chỗ là có liền. Và giá tỷ luôn nha cả nhà. Vừa đứng ngay góc bần vừa câu hóng mát nha cả nhà. Thịt ghê luôn á. Con này ăn mắm rồi. Đây nhỏ xíu à. Đây bây giờ Thành anh trai có bao kia, Thành bỏ cái bao này. Bỏ trong cái bao nha cả nhà. Đây. Đó, cho một xíu nước. Đó. Đúng rồi, đi câu cá là phải vậy cả nhà. Bây giờ Thành cột ngay người này, hôm qua hôm kia Thành cũng đi câu cũng vậy. Cách đây mấy năm bỏ cái bao này, bỏ cái bao về cột ngay người nữa là bắt đầu bỏ cá này cả nhà. Chưa đi lại cái giò anh trai bỏ lâu lắm, nhiều khi anh trai câu đằng xa Thành không qua được. Đó, giờ nó bỏ cá được nha cả nhà. Hay lắm cả nhà ơi. Đấy. Đấy anh trai này được mấy con này anh trai ơi? 4 con hả? Anh được 4 con này, Thành mới được 2 con nha cả nhà. Đấy, bây giờ nước sắp lên rồi đó. Nước lên tới đây rồi này. Đấy, vừa cầm điện thoại vừa quay, Thành cũng rất là sợ nha cả nhà. Đấy, vì đam mê làm YouTube nên quay cho cả là coi clip câu cá ở dưới nước mặn, nước ngọt như thế nào nha. Con bự á. Đấy. Cả nhà ơi, đâu rồi không thấy. Đây này. Đấy cả nhà ơi, để nhờ anh trai khởi dùm em anh trai đấy. Cả nhà thấy đẳng cao không? Vừa quay điện thoại vừa câu cá này. Ghê không? Quá ok luôn nha. Quá hay luôn. Đó. Hay không cả nhà? Thú vị không? Thành đeo khẩu trang là vì dưới này là nắng nha cả nhà, sợ đen da. Lát là nhim mà Thành cởi khẩu trang ra. Quá chừng rớt nha anh trai. Đây nè, bỏ vào túi cho nó lên nè. Đấy, bỏ vào túi cho em đi. Đấy, cá của em á. Đấy. Vui quá, vui quá cả nhà ơi. Đấy. Anh ngoặc mồi cho em đi. Anh đưa anh trai ngoặc mồi dưới tay, Thành cầm điện thoại quay. Không ngoặc được. Đấy, ok. Không khéo là giật con nữa nha cả nhà. Con nữa rồi. Chà, đã quá cả nhà ơi, anh trai ơi, tiếp tục nhờ anh
nhớ anh khử cá cho em nha. Đấy, cả nhà ơi. Anh này đi câu cá mà còn là khử dùng không này. Để nhờ chứ em quay cái video cho quý khán giả cùng xem rồi. Bác em tắt để em quay. Em quay em câu ha, vui lắm. Bỏ vào bao cho em đi. Bỏ vô đây nó hơn. Bỏ vào bao cho em đi. Yeah. Thấy cả nhà. Vui không? Câu cá bóng rồi câu rê nha cả nhà, giật 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 rồi bắt đầu nó ở dưới cái hang nó thấy mồi nó bò lên nó ăn. Hết mồi. Hết mồi cả nhà, bây giờ thành ngoặc mồi ra. Đây này, quả bần nữa này. Đây quả bần hồi nãy thằng ngắt cho cả nhà mình xem này đấy. Quả bần này, quả bần này cái là to. Nó còn nằm trong cây luôn. Đó. Đấy. Đây là gọi là quả bần, không biết ở các miền khác thì gọi quả này quả gì nhá. Chứ ở quê thành miền Bắc Hà Tĩnh là gọi quả này quả bần nhá. Đấy, giờ anh trai ơi, thành lâu câu quay thành được đoạn này. Mà thành chưa quay câu được con nào cả nhà. Bây giờ thành thử quay nhá. Thành quay chút xíu là thành sẽ quay đoạn cuối quay mấy anh ngoài quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ thành câu đây chút xíu rồi lát thành sẽ quay mấy anh câu nha cả nhà. Đấy để cuối cùng thành sẽ quay thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Cá này mà giật mà không cẩn thận là rớt nữa cả nhà. Rớt á. Đấy. Cả nhà thấy không? Trời nắng này. Nắng mà đứng dưới nước câu là rất là mát luôn. Thành đi ra ngoài kia chung mấy anh câu cho vui nha cả nhà. Đấy anh bên kia cũng câu đi cả nhà. Đây là bên kia là con gì? Đấy con gì của Thanh. Con gì mẹ Thanh đó. Qua đây câu nè cô. Đấy. Qua đây câu có con nào chưa? Chắc nhiều đấy cả nhà. Đó thằng quay đằng sau cả nhà mình cùng xem nha. Đấy câu cá thật là vui. Hồi nãy có một bác nữa mà. Bác đã đi câu đâu rồi á? Chưa về. Đi mỗi người mỗi nơi cho nên không biết câu chỗ nào. Đó bên kia có được con này cả nhà nha. Đấy con gì được con này đó nha. Đó. Cả nhà thấy không? Đó. Thành quay phía sau cho cả nhà cùng xem đó. Đó. Anh trai Thành với anh Cường ấy. Quay hai người thi nhau câu ai đứa nào được ăn nào được nhiều con nha. Đấy. Câu cá ngoài này rất là lý tưởng luôn. Lát mà nóng là tắm mát luôn. Đấy. Đây, anh Cường chuẩn bị được con nữa rồi. Có ngoài lại mãi đó. Đó. Ở ngoài kia là sông núi cả nhà. Cái cấu đi thật quái đoan. Đó. Đó, anh trai được con nữa cả nhà. Cấu đây, đừng để cấu đây đoan nha. Đó. Đấy, đó cả nhà ơi. Đây rồi. Cá cả nhà ơi. Chà. Cá này con này to ạ. Wow. Cá bông này cả nhà. Úi chà. Quật rớt. Này. Đó cả nhà. Đấy. Thấy câu cá không? Quá ok luôn. Này con này con cái bông này to này cả nhà. To hơn những con hồi nãy nha. Đấy. Không biết giờ khở làm sao, một tay cầm, một tay điện thoại không biết khở làm sao. Anh trai đi chỗ đầu kia rồi. Bây giờ phải để máy đây thôi. Để máy đây. Em quay được. Cá này. Thành Cường được cá rồi. Thành ơi. Anh trai của Thành bây giờ mới lùi lại đó kìa. Câu cá bóng là phải vậy nha cả nhà, phải lội nước mới câu được nha cả nhà. Không là wow, con này to. Ui chà. Hê, đấy cả nhà ơi. Vừa thả xuống là vừa ăn liền luôn. Anh trai. Anh trai đầu kia rồi giờ không biết sao phải dừng máy hay khở nữa rồi. Dưới nước. Đây em trai đang đứng đang cá đang chín rồi. Đây này. Chà. Con này mười mấy con hả? Phải chịu máy cực khổ lắm. Rớt dưới nước là khói quay luôn nha cả nhà.
bỏ bao thôi. Đấy. Đó cả nhà. Buộc một cái gì? Xong đi đây chưa, tính chụp đóng đi, tao cười đã, tao cho mi câu lại cái gọi. Đó cả nhà, bây giờ nước lên thành ra là khó quay nha cả nhà. Thì mong cả nhà thông cảm nha, Thành sửa rớt máy quay, rớt điện thoại nha. Thành xin tạm ngưng video đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì đăng ký kênh, ủng hộ, like, chia sẻ cho Thành với nha. Thành xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, bye bye nha. Anh trai anh Cường chào khán giả này. Chào khán giả cả nhà nha. Để Thành một chút nha, để Thành lại khoe cá cho cả nhà sau khi Thành với hai anh em câu xong này. Đấy, cá bóng này. Đấy. Đó, quá cá luôn cả nhà. Quá trời cá luôn. Cá này. Ồ, cá này. Cá này anh em. Quá nhiều cái còn gì cũng có đấy. Này. Giơ lên anh em mình chụp tấm hình đi. Nè, nặng chuỗi đi rồi trùng tinh trưa đấy. Ừ. Chụp chô được à. Chô được ngông vô. Cá này. Đi. Bye bye cả nhà nha. Đó cả nhà thì hiện tại là gần 7 giờ tối nha. Anh em Thành đi câu bây giờ về nha. Bây giờ thành quả này đây này. Thành quả của anh Cường này. Đó, thành quả của hai anh em này. Wow. Đó, hai anh em đó, quá trời luôn. Rồi, Thành chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.